về bản thân. Năm nay bà bao nhiêu tuổi? Bà ở đâu? Và khi mà bà đến với Digen, biết đến Digen từ năm bao nhiêu? Con gái xin mời bà. Bố mẹ ơi, bố mẹ giữ gìn trật tự, lắng nghe bà con chia sẻ nhé. Đồng hành thì tôi là để mà biết em năm đường đây thì tôi thì là năm nay 2017 là chỉ được hơn một năm thôi, chứ coi như là nhà máy thì giờ giải tán thì đi nơi khác thì tôi không tiếp tục được, đang tiếp tục thì COVID nó là coi như tôi không thể đi được. Nhưng mà trước khi tôi đi á, tôi để đi ghé á, là người tôi là như thế, tôi suy nghĩ là như kiểu là tôi được tái sinh lại, vì là khi tôi ra đi ghé năm là tôi lên chỗ sáng không được, tôi phải bò mà không lên được, được cũng bậc là tôi phải nghỉ. Thì tôi thấy cảm thấy cái sức khỏe của tôi và bệnh tật của tôi có khi có thể là tôi không thể được duy trì được đến bây giờ. Khi tôi đi năm đi ghé thì